Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn quất tháp rất là to. Vườn quất này thì nó cao tầm 1m8 và có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Yên các bạn nhé. Như quý vị các bạn thấy đây, quả giờ này nó cũng đang thất mã rồi và đã được gò xong. Nhìn tán rất là cân đối, 10 cây như nhau cả 10. Và mình cũng sẽ tiếp tục để số điện thoại của chủ vườn để quý vị và các bạn có muốn mua thì liên hệ trực tiếp với chủ vườn, không phải qua bất cứ thông tin gian nào. Vườn này thì có khoảng trên 200 cây, cây rất là cao. Và mình dẫn quý vị các bạn đi vào vòng để tham quan cái vườn.